Nam Ừ. mô A Di Phật. Nam chào thượng tọa, kính chào đại chúng, quý vị có khỏe không? Quý vị khỏe. Bây giờ có khỏe thì cũng đâu có trả lời được, phải mở máy ra mà trả lời. A Di Đà Phật xin đảnh lễ ông. Mong cho tất cả quý vị khỏe hết. Dạ thưa ông cũng khỏe. Như bà Thu Cúc nguyện này này, Dạ. thọ cho được 25 năm, 30 năm nữa. Dạ. Năm nay mấy tuổi rồi, bao nhiêu tuổi rồi, hai ông bà mấy tuổi rồi? Dạ. Thưa ông, nếu mà cộng thêm với cái thời gian mà ở nằm ở trong bụng mẹ là đúng 75 tuổi. Ủa, Dạ 75 chưa, còn phải cộng cái thời gian trong bụng mẹ nữa. rồi. Dạ, Nói pháp danh của anh. pháp danh của con là Tushito. Tushito, Dạ, đệ tử ngài Tushito. Nalanda, người Tích Lan. Dạ thưa thầy của con là ngài Narada. Ngài Đức Narada. Phật và Phật pháp đó. Dạ. Đâu? Cuốn sách Ngài là của nổi tiếng. con. Dạ. Ngài đã hình như năm năm 65, 63 chứ đâu ngài có qua Việt Nam một lần. Dạ Có rồi đó ngài có tới nhà nhà nha. con nhà làm trai tăng rồi nhà con xin quy y ngài đó. Và Dạ. ngài có viết cuốn Đức Phật Phật Pháp bằng tiếng Anh rồi Dạ. cụ Phạm Kim Khánh dịch ra Dạ đó. đó, dạ đúng Dạ. rồi, dạ con cũng có Hai gặp con cũng hết. có quyển đó ở đây. Có chữ ký của Dạ. ngài. Dạ còn con á là pháp danh là Diệu Hoa. Và nhiều hoa thì đâu phải để được ngài đâu. Dạ không, dạ. Rồi cả. Rồi có cụ Phạm Kim Khánh của dịch ra một cái cuốn, tức chứ gọi là dùng cái từ gọi là A Tỳ Đạt Ma đó. Dạ. A Tỳ Đạt Ma, nhưng mà bên bên Theravada thì họ dịch là ví dụ pháp. Dạ vì diệu pháp, Dạ, dạ đúng là rồi, ví dụ dạ pháp, đó là đúng Phạm Kim Khánh của dịch ra đó. rồi. Thì cái cuốn đó, cái tư tưởng về cái tâm đó, nó khác lắm, nó khác về 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 bên đại thừa cũng như bên bên hữu bộ lắm. Mỗi bộ phái nó có những cái chủ Dạ. việc nó khác. Thế trước khi mình đi vô cái bài nghiệp thứ tư, hôm nay là Dạ. mình học được một tháng rồi đó. Dạ. Dạ À, ba. cái bài nghiệp thứ tư thì mình có thể ôn lại một chút. Cái cô gì vừa rồi tôi mới thấy mà tôi quên mặt, cô hiện lên tôi quay có thể cái mặt, có cái khuôn của cô đó rồi. Có gì Dạ. quý vị có một số quý vị đưa hình ra tôi qua để tôi Dạ, để cái lớp của ông có nhiều kiều nữ ăn nam quá. đồng gì đó, đồng gì đó, đồng gì, đồng viên hả? Có đồng viên đâu? Dạ, A Di À, có đồng viên này bây giờ, có trung tuyên lại một 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 đứa chuột trước khi mà đi vào bài đó, có được không, hay là những vị khác? Thôi không không dám hỏi nữa, hỏi cho cơ sở quý vị cụ sở là sao, quý vị cũng học là khổ tôi nữa. Thực ra cái này không có chứ sợ hết, nó còn thằng Trúc đẹp quá. Thì bây giờ quý vị nào trung 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 tuyến được đó, quý vị trung tuyến lại nói sơ lược lại cái bài pháp đầu á, về cái bài pháp vừa rồi đó, tôi nói cái gì, tôi nói cái gì chính. Mình trước khi mình học một bài pháp thì mình biết rằng trong cái bài pháp này cái gì chính, mà cái gì chính đó thì mình xoáy vào cái đó, còn cái gì phụ thì thường thường khi không có chính á thì cũng có phụ đó, mà không có phụ thì nó không có chính. Vì vậy mà các nhà hữu bộ họ hay, họ sợ gì, họ 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 ghét cái ác, họ ghét cái ác đó, họ họ lấy cái thiện.
từ chỗ đó mà coi như đại thừa nó không chấp nhận được. Vì vậy mà đại thừa khi nó phát triển nó cái thiện cái ác đã không có rồi, cái thiện cũng không có nữa. Cho nên mà đại thừa mà nó sở dĩ mà nó phát triển mà nó mạnh mà nó hay là hay cái chỗ đó đó. Thường thường chúng ta hay hay thích cái thiện mà ta ghét cái ác, thì hữu bộ vậy, họ tu họ họ trui luyện để cho họ làm được cái thiện, còn cái ác họ ghét đi, họ họ tránh xa cái thiện, cái ác đi. Nhưng mà khi đại thừa nó phát triển á, cái ác họ cũng có bỏ. À, cái người phạm giới và cái người không phạm giới đều bình đẳng với nhau hết. Từ cái chỗ đó mà có cái tư tưởng đại thừa là cái chỗ đó. Cho nên hôm nay mình học á, thì đương nhiên mình bỏ cái ác, mình tu cái thiện. Nhưng mà khi mình tu rốt ráo lên rồi, bắt đầu mình cái ác mình cũng ghét nữa. Cho nên trong trong luận của ngài Đề Bà đó, cái ác bỏ rồi mình gọi là xả ác mà lấy thiện. Nhưng mà khi mà tu thiện rồi thì cả thiện và cả ác cũng được xả luôn, tất cả đều xả hết, chứ không có cái nào là không xả. Dù như mình không có phước thì mình tu cho có phước. Khi mình có phước rồi bắt đầu mình đắm đuối nó cái phước á, để cái phước hết ra bên ngồi hu hu mình ngồi mình khóc. Cho nên cái phước cũng bỏ. Khi mình tu mình có phước rồi, có tiền có bạc cũng bỏ, chứ không phải là đắm đuối cái phước rồi đến cái phước nó hết. Cái phước hết là do mình làm ác cho nên phước hết. Mình làm thiện thì nó phước nó có, mà làm ác thì phước hết. Để cái phước hết thì mình ngồi mình buồn. Cho nên xả hết tất cả phước, cả thiện, cả ác thì xả hết, cho nên tâm nó tự tại vô ngại, nó an lạc và giải thoát. Thì đầu tiên mình học cái hữu bộ thì mình xả cái ác trước, rồi tu thiện, rồi khi lên đại thừa đó, bắt đầu mình cả thiện cả ác mới bỏ. Chứ không thôi mình cứ đứng một chỗ bên hữu bộ thì mình sẽ khổ lắm đó. Thì bây giờ cô nói những cái gì căn bản, và vừa rồi cái bài không nếu cô đồng viên nói không được thì các vị khác nói cũng được, vì nào mà có căn bản đó. Tại sao hôm nay tôi nói như vậy? Để mục đích cho quý vị chú ý một chút, bởi vì quý vị học cả một năm rồi, tính ra hôm qua mà là quý vị gửi cho tôi như vậy là 49 bài pháp rồi đó, có mấy bài hư nữa cho đặng là 50 bài pháp rồi đó. Quý vị học với tôi gần cả một năm rồi, bây giờ quý vị rất khả. Và từ đây tôi giảng những cái bài mà đi sâu sắc vào, tôi không cần phải hỏi quý vị có hiểu ấy không nữa, không cần hỏi có đó, phải có đó nó thừa đi, bởi vì quý vị nắm vững cả rồi, nhất là chữ hàng quý vị rất giỏi rồi. Đó. Bây giờ bài pháp vừa rồi nhấn mạnh cái gì? Đồng viên nói được không? Dạ, thưa ông, con muốn nói từ bài đầu tiên luôn ạ. Vâng, nói một chút, trung tuyên là một chút trước khi mà đi vô bài thứ tư. Con nhìn sách được không ạ? Học cái này là ông hình tử cũng thích làm đó. Cái này do ông hình tử ông bay chứ không phải tôi bay đâu. Dạ, thưa ông. Thế biệt do nghiệp sinh, tư cập tư sở tác, tư tức thì ý nghiệp. Sở tác tức thân ngữ, tức là nghiệp. Tất cả chúng sanh trong thế gian sinh ra đều bởi nghiệp, mà chính là tư và tư sở tác, tức là tư và hành động của tư. Thì tư được thể hiện qua thân nghiệp và ngữ nghiệp, mà thân nghiệp thì có vô biểu và câu biểu và vô biểu, còn ngữ cũng có câu biểu và vô biểu. Rồi bây giờ được rồi, bây giờ tôi hỏi thêm một câu nữa, thì việc thực đây được ý có biểu nghiệp được không? Ý đương nhiên vừa rồi tôi có nói năm nghiệp. Dạ. Thân biểu nghiệp và thân vô biểu nghiệp. Dạ. Ngữ biểu nghiệp và ngữ vô biểu nghiệp. Dạ. Là bốn nghiệp rồi. Dạ. Một nghiệp như vậy là hai nghiệp cộng là thành bốn nghiệp, còn một nghiệp thứ năm là ý nghiệp. Ý nghiệp, ý nghiệp hoặc là ý tư nghiệp đó, hoặc là ý gọi là ý và ý sở tác đó. Thì bây giờ ý nghiệp này có biểu được không hay là không biểu hiện được? Thưa ôn, ý chỉ biểu hiện qua thân và ngữ, còn không có vô biểu. Tức là ý nghiệp đã... Dạ. Tức là chỉ đúng, có... Đúng rồi. Dạ, chỉ có ý nghiệp. Bởi vì đó, ba nghiệp
nghiệp nào cũng có ý nó nhảy vô hết. Nói thật kiểu đời là mâm nấu ăn cũng nhảy hết. Mâm nấu ăn cũng nhảy hết. Nhưng mà cái ý ấy, mà khi mà tách ra riêng ý nghiệp á, nó không có hình tượng. Nó không có hình tượng. Nó không có 37 vật trong thân thể. Nó không có cái ngự nghiệp. Cho nên nó làm sao biểu được. Cho nên ý không biểu nghiệp được. Hình như vừa rồi tôi giảng tôi có nghe là thì tôi giảng bị hổ một chút. Chứ thực ra mấy cái bài này tôi học mà có 40-50 năm trước rồi. Thì tôi giảng mà tôi nói là ý biểu nghiệp. Nhưng mà tôi ý biểu nghiệp đây là nó nương qua thân và ngự. Cho nên hẳn gọi là biểu nghiệp thôi. Chứ thực ra hẳn phải biểu nghiệp. Bởi vì Ngài Phổ Quang Ngài nói ý không biểu nghiệp. Cho nên không có vô biểu. Vì vậy mà cuối cùng các nhà kinh bộ và các nhà đại thừa chủ trương không có vô biểu. Nhưng mà các không có vô biểu tức chính là lấy tư làm vô biểu. Mà tư ở đây chính là chủng tử. Giống như trong luật thánh văn vậy đó, luật và tử phần đó. Cũng có biểu và vô biểu đó. Nhưng mà Ngài đầu tiên ngài mới đi qua cái vấn đề mà gọi là kinh bộ. Thì kinh bộ chủ trương không có vô biểu. Mà vô biểu đây chính là tất cả hạt giống, hành động của thân và của ngữ. Thì do tư là chủ động, tư nó điều khiển, tư là hướng dẫn. Cho nên khi hành động đó chính là cái hạt giống trung tử. Nhưng mà cái hạt giống này các nhà hữu bồ gọi đó là biểu và vô biểu đó. Thì vì để ý, khi mà hạt giống mà đang gieo hạt mà đang hiện ra ngoài thì gọi là biểu. Nhưng mà cái hạt giống gieo rồi mà đi vào trong tâm điền rồi mà chúng ta không thấy ấy, thì cái này gọi là vô biểu. Nhưng mà các nhà hữu bồ họ chủ trương vô biểu cũng là sắc. Thân biểu nghiệp là đương nhiên sắc rồi, mà thân vô biểu cũng là sắc. Rồi ngự biểu nghiệp là sắc rồi, nhưng mà ngự vô biểu cũng là sắc. Mà sắc là chính như trung tự đó. Cho nên khi mình học được cái này rồi thì mình sẽ nắm tất cả những cái tư tưởng của các nhà bộ phái là như vậy đó. Thì rất là khá, rất giỏi. Học như vậy là nhớ đó. Như vậy là cô viện đồng viên rất là khá, rất giỏi đó. Nhớ được. Ráng thêm. Rồi từ rồi đi sâu vào có những cái đó. Bây giờ trước khi mà đi vào thì ở trong này nó có nếp dự phục quán kỷ đó. Dự phục quán kỷ ra 201 mục C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có hàng 6 của mục C của quán kỷ đó. 201, trang 201 C6. Khi tôi nói C6 là tức như là cục C và hàng 6, cho nên gọi là C6 từ bên trái sang. Thì mình muốn học cái này đó, cái nghiệp này á, thì mình phải biết tất cả các pháp. Bây giờ cái hàng 6 này, khi hàng 6 là pháp minh hữu vi chư pháp sanh diệt hữu nhì chủng nhân. Cái này là cái căn bản để mình nắm vật, để mà đi vào trong cái nghiệp đó. Mà nếu mình muốn nắm được cái này thì mình không đi vào được nghiệp. Đây là giống như cái bản đồ để cho mình đi vào. Cái câu 6 từ bên trái, pháp minh hữu vi chư pháp sanh diệt hữu nhì chủng nhân. Tất nhiên là các pháp hữu vi ấy, các pháp hữu vi không phải như các pháp vô vi. Các pháp hữu vi là nó sống và nó chết, nó cho dễ hiểu là nó sanh là nó diệt. Thì cái pháp nào nó cũng có hai nhân hết, hai nhân chính. Thì bây giờ các nhà có nhiều nhà họ chủ trương, bây giờ đây là trong hữu bộ họ, bây trong hữu bộ họ nói này, nó có hai nhân. Thường thường khi một pháp gì mà nó sanh á thì nhân là chính và duyên là phụ. Ví dụ như hạt giống là chính, còn gieo hạt xuống thì đất, nước, gió, mưa, người tưới phấn, người chăm bón,
thuộc bộ cho nó, vân vân, thì cái gọi là duyên. Cái này gọi là duyên. Nhưng mà nhân thì có hai nhân chính, có hai nhân, một nhân chính và một nhân phụ. Do cái tư tưởng này mà giữa Kinh Bộ với ngài Luận Chủ đó, nó tranh luận về hữu bộ, về độc tự bộ và chánh đựng bộ là như vậy đó. Thì trong này hữu nhị chủ nhân có hai loại nhân, một là chủ nhân, một là chủ nhân, hai là khách nhân, hai là khách nhân. Có những pháp khi sinh nó khó, có những pháp khi sinh nó khó, cho nên cần chủ nhân và khách nhân. Nhưng mà khi diệt ra thì dễ, khi diệt ra thì nó dễ. Cho nên các nhà kinh bộ họ chủ trương có chủ nhân mà không có khách nhân. Đó, mình phải hiểu những cái này thì khi mình đi vô trong luận mình mới hiểu nổi. Vì vậy mà khi sinh thì có chủ nhân và có cả khách nhân. Chủ là gì? Chủ là chính, một cái nhân chính, và cái nhân phụ, nhân phụ cho nên gọi là khách nhân, giống như là chủ và khách á, quý vị hiểu đó. Ví dụ như ở trong nhà mà có cái nhà là có ông chủ cho nên là chính, còn mấy cái người mà họ bên ngoài họ đi vào thì gọi là khách chứ không phải là chủ. Thì chủ nhân và khách nhân, thì trong một cái pháp nào mà nó sánh, nó bởi vì khi sánh nó rất là khó. Dù như người mẹ đó, bây giờ tôi nói cho dễ hiểu, những người mẹ mà sinh đó rất là khó, cho nên cần cái mụ đỡ, thấy chưa, cần cái mụ đỡ, cái mụ đẻ đỡ đó. Nhưng mà khi mẹ mẹ mất đấy rồi, không cần ai đẻ đỡ nữa, không cần ai, mẹ từ mất cũng được, không cần ai tỏi hết. Cho nên khi mẹ sinh đó, nói như vậy mình rất là dễ hiểu đó, khi mẹ sinh thì cần con và cần những người khác để giúp cho, để cho em bé ra. Vì vậy mà khi sinh thì vừa có chủ nhân và khách nhân, trong này nói vậy đó. Ê, trong này nói chứ phải tôi nói nghe, nhưng mà tôi ví dụ cho nó rõ thôi, tôi ví dụ lại người mẹ để cho nó rõ thôi. Khi sinh bởi vì cả pháp nó sinh rất là khó, thì phải cần có ông chủ, phải cần cả ông khách nữa. Đó. Cái này tôi có giảm với, chẳng hạn như tâm, tâm sở, ánh sáng và âm thanh, thì đây là chủ nhân, đây là chủ nhân. Còn khách nhân là những cái khách phụ tới để nó làm cho cả pháp nó sanh ra. Có thể ví dụ như tâm là chính, là chủ, còn vật bên ngoài á là phụ, là khách, là kể như vậy. Khi cả pháp nó sanh á thì nó hồi đủ tất cả các pháp để mà sanh. Nhưng mà khi diệt đó thì không cần nữa, mỗi pháp nó tự diệt, không cần. Cho nên trong này nói khi sinh á nó rất là khó, cho nên cần cả chủ nhân và khách nhân. Nhưng khi diệt á, đó có cái mấy câu vừa rồi đó, diệt không cần đời nhân đó, diệt không cần đời nhân đó, đời nhân đây là đời khách nhân tới. Khi diệt đi không cần cái chủ nhân nó diệt, không cần và khách nhân nó diệt. Bởi vì khi mà sinh ra đó thì các pháp nó diệt liền. Khi sinh ra thì các pháp nó diệt liền, mà diệt liền, khi pháp diệt thì cái quả nó diệt, thì đời nhân làm cái gì?
Nhân tuệ mà làm cái gì nữa, bởi vì pháp nó diệt rồi, đâu có cần nữa đâu, cho nên không cần phải đợi nhân, là cái ý như vậy đó. Vì vậy mà chủ nhân và khách nhân là như vậy. Nhưng mà bên hữu bộ đó, bên chánh lý luận thì họ nói rằng là có cả chủ nhân và có cả khách nhân. Khi sinh ra thì khó, cho nên có cả chủ nhân và khách nhân. Khi diệt đi thì dễ, nhưng mà cũng khó nữa. Họ chủ trương như vậy, cho nên họ cần cả chủ nhân và khách nhân. Vì vậy cho nên họ nói là phải đợi nhân. Chánh Lăng Bồ nói là khi diệt cũng phải đợi nhân. Vì cái chỗ này mà Ngài thể thân, Ngài phá là không cần phải đợi hay không đợi, là cái ý như vậy. Cho nên mình phải hiểu chủ nhân và khách nhân như vậy. Các pháp nào cũng sinh cũng có nhân chính và nhân phụ. Cho nên cái bài pháp này là nói vấn đề nhân và quả mà. Nhân và quả, cho nên thì trong cái nhân quả đó, muốn có nhân quả đó, nó thành hình nhân quả, thì đầu tiên là cái nhân chính là tâm. Đầu tiên cái nhân chính là tâm, và tâm sở, và ánh sáng, và âm thanh, tất cả những cái đó là nhân chính. Thì cái nhân chính này là vừa sinh và vừa diệt. Thì các nhà chánh lượng bồ họ chấp nhận, chánh lượng bồ họ chấp nhận. Nhưng mà khi qua cái mà gọi là thân biểu đó, thân biểu với tất cả những vật như núi sông rơm rạ cỏ cây đó, thì họ không chấp nhận là vấn đề là sản nó sanh diệt, mà họ nói là sinh từ bên này đi qua bên kia, nó một thời gian kéo một thời gian nó mới diệt. Thì ngài thể tất ngài nói đó, bất cứ nó sinh ở đâu, sinh ở nơi đây mà nó chuyển qua bên kia, thì nó vừa qua bên kia thì sát na xong nó diệt liền. Chứ có chuyển qua bên kia mà nó kéo thời gian dài, thì đó là cái ý nghĩa như vậy. Bây giờ chúng ta đi vô cái này, quý vị chắc nắm vững rồi phải không? Tôi nói cho quý vị nắm rồi đó. Tôi bổ túc thêm để cho làm cái vắng của mình học cho mình sáng. Bây giờ cái câu cái câu 11 từ bên trái sang, chắc quý vị vì thầy mới có học chữ Hán, chắc quý vị chắc có đánh dấu đó. Từ bên trái sang 11 vừa rồi mình có học, bây giờ mình dịch tiếp đó. Tài sanh dị tức diệt, tài này lẫn phải của cả, tiền tài danh lợi ấy, thì cái chữ tài này là phải của cả này. Tài này là vừa đó, tài này là vừa sinh xong thì nó diệt ngay. Tài sinh dị tức diệt, tức là nó vừa sinh xong thì nó diệt. Nhược sơ bất diệt, hầu diệt ưng nhiên. Nó sinh xong thì nó diệt liền. Sinh ở đâu diệt ở đó. Sinh ở bên này mà nó chuyển qua bên kia thì trong một sát na nó diệt bên kia liền, chứ không phải nó kéo tới 4-5 sát na. Cũng kiểu như là tôi lại Phật, tôi đã làm công đức bằng hành động. Tôi đang lại Phật công đức bằng hành động chưa xong đâu, kéo thời gian 5 bắp phục nữa nó mới diệt, không có. Không có kiểu đó. Tuy rằng các pháp, ví dụ tuy rằng mình đang làm một cái việc gì đó, thì cái việc đó chưa xong. Nhưng mà nhân quả cứ tương tục vậy đó. Nhân quả cứ tương tục vậy đó. Chứ không phải là cái nhân chưa xong cho nên cái quả chưa có, không có. Cho nên khi vừa gây nhân là nó đã có quả rồi. Cho nên nhân quả cứ tương tục như vậy đó. Chứ không phải nói là kéo dài cứ nhân hoài như vậy mà quả chưa có hoặc là không diệt. Mình làm trong từng sát na một thì nó sinh rồi nó diệt, cho nên gọi rằng là các pháp hữu vi
vừa sinh diệt ngay, tức diệt thì tôi dịch là diệt ngay, tức là ngay. Tài sinh dị, tất nhiên là vừa sinh xong, chữ dị nên là xong. Sở tác dị biển á, là công việc đã xong, biển là hoàn thành mọi việc đã hoàn thành, biển là biển. Sở tác dị biển, phàm thực dị ngực đưa ngưỡng chúng sanh, sở tác dị biển của chư Phật pháp là như vậy đó. Là coi như làm công việc đã xong rồi thì nó diệt ngay. Tài sanh dị tức diệt, vừa sinh xong diệt ngay. Nhược sơ bất diệt, hầu diệt ứng nhiên. Nếu ban đầu mà không diệt, thì sau cũng như vậy. Bởi vì trước nó có diệt, cho nên ứng nhiên là sau cục, mình dịch là sau cục như vậy, hoặc là sau cục diệt. Đó. Cho nên trước sau thì sau vậy, đồng một thể tính, đồng một thực thể. Cái pháp sanh diệt đó, đương nhiên là biến chuyển, nhưng mà trước như thế nào thì sau như vậy. Trước nó không diệt thì sau nó không diệt. Như các nhà Chánh Luận Bộ nói, nó trước chưa diệt, giữa chưa diệt mà sau mới diệt, thì như vậy nó trở thành thường trụ thì nó rất là nguy hiểm. Mà trở thành thường trụ là của ngoại đạo, của thanh ngoại đạo. Tôi thấy cái hình tượng nguồn nước, cho tiếp tục uống miếng cái đó. Vì vậy mà nếu sơ bất diệt, sơ là ban đầu đó, nếu sơ mà không diệt, hầu cũng không diệt. Nếu trước em bé không diệt, diệt cái gì? Tế bào nó diệt, để tế bào khác nó sanh. Nếu tế bào trước mà không diệt đó, thì tế bào khác không sanh, thì em bé không bao giờ lớn. Cho nên em bé mà lớn đó, nhờ từng tế bào nó chết đi, rồi bắt đầu tế bào non nó sinh ra. Cho nên sinh diệt. Vì vậy mà một ngày mình sống mà chết cả hàng triệu lần lần, chết cả hàng triệu lần lần. Cái đoạn kinh này rất là hay, rất là lý thú. Mình học được cái đoạn này, mình đem mình thực tập, mình tu hàng ngày. Tài sanh dị tức diệt, nhược sơ bất diệt, hầu diệt. Tất nhiên hầu diệt đây không phải là sau diệt đâu ngay, mà diệt ở đây là cùng. Chứ diệt này là cùng. Nhược sơ bất diệt, hầu diệt, thì chứ hai chữ diệt mà quý vị mà tôi không biết thì chắc quý vị tưởng là diệt hết. Nếu đâu không diệt thì sau cùng như vậy, sau cùng không diệt. Nhưng mà bởi vì trước có diệt, cho nên sau có diệt. Dị hầu dư sơ hữu tánh đặc. Do đó chữ gì, chữ đầu là chữ gì, chữ sau là chữ cổ. Dị hầu dư sơ, ở trong lục tạng á có cái chữ dư này á, thì ta gọi là dư dục, thì cái từ gọi là gợi dục, gợi hay là cho ra quả, dư quả là cho ra quả. Nhưng mà cái từ ở đây là một cái giới từ, nó nối kết giữa hậu và sơ, gọi là anh đó, tiếng Anh gọi là anh đó, anh và tôi đó, tôi và anh đó. Cho nên dị hậu dư sơ. Vì vậy cái sau và cái trước, cái sau và cái trước, cái sau là các nhà hữu bộ, các nhà chánh lý luận, các nhà chánh lượng bộ họ nói là cái sau mới diệt, còn cái trước không diệt. Thì ngài nói rằng là cái sau và cái trước, dị hầu dự sơ, cái sau và cái trước đồng một tánh chức, hữu tánh đặc. Chữ đặc này là bên đặc, chứ không phải là vân vân.
Thì đặng này là bên đặng, chứ không phải là đặng là con nữa đâu. Ví dụ nói là nhạc đặng ngũ căn, thì ta nói nhạc thôi, thay vì ta nói nhạc căn, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, nhưng mà ta nói nhạc đặng ngũ căn là mình biết à, còn bốn cái nữa. Cho nên chữ đặng này tùy theo cái văn để mình hiểu nó. Ký hậu hữu tình, tri tiền hữu diệt. Ký hậu hữu tình, tri tiền hữu diệt. Bây giờ học học theo quý vị là học từng câu đó, học từng câu đó. Quý vị Phật tử có thích học từng câu kiểu này không? Chắc thích chứ, nó hay mà. Thì bắt đầu tuần sau tôi sẽ viết, tôi viết lại, tôi viết mấy tuần nữa tôi bỏ, tôi không có viết, tôi viết lên trên từng bảng á, rồi tôi làm sao để cho tôi chỉ từng câu để cho quý vị nhìn vào từng câu rồi quý vị học cho nó dễ hơn. Như đã sao, thấy chưa? Đã, tôi dịch thêm là như đã sao, hoặc là như đã sao nó có tầng, như sao nó đã có tầng, tầng là tầng cung đó. Cái chữ tầng này không mà ngài chánh lý luận ngài không đồng ý đấy, ngài không đồng ý với ngài ngài kinh bộ, cho nên ngài nói làm sao mà có cái tầng này được, tầng là hết hết tầng cung mà. Nhưng mà thôi mình cũng không tranh luận về cái tầng này làm gì, mình cứ học văn này đi. Như sao đã có tầng cung, gọi là kỷ hậu hữu tầng, tri tiền hữu diệt. Cho nên khi biết ở sau đó, ở sau đã có tầng là tầng diệt đó, ở sau nó có tầng diệt, thì mình biết ở trước có diệt. Ở sau có tầng cho nên mình biết ở trước có diệt. Còn ở trước mà nó không diệt á, thì ở sau nó vô tầng. Ở trước mà không diệt á, thì ở sau có tầng, cho nên gọi là tầng cùng và vô cùng đó, tầng cùng và vô tầng đó, tầng và vô tầng. Tầng tầng là chấm dứt hết, mà vô tầng là cũng giống như biên và vô biên vậy đó. Biên là có biên giới, mà vô biên là không biên giới, cho nên chúng sanh vô biên thì nguyện độ. Chúng sanh mà đồ mà có biên giới thì dễ rồi. Còn ngài Địa Tạng là chúng sanh vô biên thì nguyện độ, không biết lúc nào thành Phật. Giống như là tôi đi ha, hồi nào anh về, vô biên không biết lúc nào về hết, vô biên vô tận. Đừng không có ngày về cho nên là vô biên. Hồi xưa mà ba tôi về chủ tôi mà là hôm nay tôi đi lên bưng để ra miền Bắc để mà chủng pháp, mà nói, hồi nào anh về bác về, tôi đi vô biên, tôi vô tận, không có ngày về, vô tận. Cho nên tận á là có ngày về á, vứt ba hè nó có gặp nữa không, vô tận không gặp nữa, cho nên vô biên. Có lẽ là kiếp sau gặp lại, cho nên kiếp sau gặp lại là kiếp vô biên, là dùng vô biên, vô tận. Cho nên tận và vô tận. Vì vậy mà biết trước có diệt cho nên sau có tận, mà trước vô biên cho nên sau vô tận. Học cái từ đó nó hay lắm, cho nên chữ Hán nó rất sâu sắc. Trước nó vô biên cho nên sau nó vô tận, mà trước nó có diệt cho nên sau có tận. Vì vậy trước có cho nên sau tận, cho nên rất là ngắn, rất là ngắn. Con trước nó vô vô tận cho nên sau vô tận, nó dài lòng thông như vậy. Mình học toán đó, hai cái đường song song bao giờ gặp nhau không? Không bao giờ gặp nhau, nhưng mà còn gặp nhau trong một điểm nào đó. Còn một vòng tròn như vậy thì nó vô tận đấy đó. Bánh xe luân hồi mà hai vòng đó, vô minh hành thức danh sắc lục nhập, mà cái là hoài như vậy cả đời không bao giờ nó gặp nhau được hết, nó tròn như vậy, cho nên gọi là vô tận. Vô tận là vô biên. Vì vậy mà mình biết trước nó đã có tận, cho nên biết tiền có diệt. Nhược hầu hữu, hữu gì không khả diệt. Nếu như sao mà có khác thì mới là có diệt, thấy chưa? Ngài tổ ngài nói nếu như sao có khác thì mới gọi là diệt, nhưng mà sao không khác? Các nhà chánh luận bộ họ nói trước với sau nó khác nhau,
Cho nên ở sau không có tận, nhưng mà trước về sau không khác. Ví dụ như ngài nói nếu như sau mà có khác về trước á, thì mới có diệt, mà sau nó không khác. Nhưng mà ở đây ngài nói có khác cho nên nó không diệt. Nếu sau nó có khác cho nên mới không thể diệt. Không nên đem bức ân tức thử như danh hữu gì. Câu tiếp tục là bức ân tức thử như danh hữu gì. Không nên đem những cái điều mà vừa nói ra, đem những cái điều vừa nói mà sau khác về trước đó. Đừng đem những cái lời, đừng đem cái điều mà nói là sau khác về trước, hoặc là trước khác về sau, mà nói là có gì, không có gì. Bởi vì họ nói là sáu có gì cho nên mới có diệt. Còn sáu không có gì. Sáu không có gì. Cho nên sinh ra là diệt liền. Bởi vì nó có khác đi đó, cho nên mới kéo dài, sinh từ bên này qua bên kia. Cho nên khi cái bản thể mà nó sinh đó, nó vừa sinh ra thì nó, họ chủ trương họ nó có khác liền. À, khác liền bắt đầu qua bên kia, bắt đầu nó mới tiếp tục nữa, cho nên mới gọi là khác. Còn mà trước nó không khác thì sau nó không có khác. Trước nó không khác cho nên sau không có khác. Vì vậy mà bức ân đừng có nói rằng đừng đem những cái điều này, không nên đem những cái điều, dịch thêm chữ đem, không nên, tức đây là không nên đem những cái điều này mà gọi rằng là có gì, thuộc gì, thuộc gì là có khác. Tức thử tương gì, lý tức bất nhiên. Tức như là đừng có đem những cái tưởng khác này mà cho nó là khác, thì cái lý này nó không có đúng, cái lý này nó không có đúng. Các nhà độc tự bộ và các nhà chánh lượng bộ đó, họ hay thường thường họ hay phân biệt các cái pháp trước về các cái pháp sau, nó có cái sự khác, nó có cái sự khác biệt. Khi sinh ra nó có cái khác biệt, cho nên quá ở bên kia đó thì cái pháp nó khác rồi, cái pháp nó khác rồi. Nhưng mà cái bản thể sinh tức diệt đó, nó không có khác. Thì những cái câu này là những cái câu mà của ngài luận chủ đưa ra để mà làm sáng tỏ, để mà chỉ ra cho các nhà chánh lượng bộ, nói là đừng đem cái sau mà so sánh với cái trước mà nó khác nhau, mà chủ trương là thân đồng đó bằng thân nghiệp, đó là đồng. Mà bởi vì do hai cái tư tưởng hữu bộ thì chủ trương hình biểu chính là nghiệp, còn chánh lượng bộ chủ trương thân đồng chính là nghiệp. Vì vậy mà họ là thân đồng chính là nghiệp, cho nên từ chỗ này mà kéo qua chỗ khác, cho nên mới có những cái câu này. Chỉ có hai câu rồi thôi, phải có cái chữ mà đời những thôi, mà hắn sanh ra cả một mấy cái bài pháp rất là dài, mà ba bốn bài pháp mà mình giảng mình chưa xong. Đây là chưa nói vấn đề cái thân biểu chính là hình đó, là cái hình này đó, chưa có nói. Bây giờ đến cái câu của chánh lượng bộ,
họ dùng họ lý luận, họ dùng họ lý luận với tổ thể thân. Họ này khởi bất thế gian hiền kiến tân đặc. Thì mình dịch ra hả, dịch thì kiểu hơi xưa vậy đó. Vậy không có thấy à? Hạ bất thể gian hiền kiến tân đặc do dự hòa hiệp cố chỉ diệt vô. Đó là cái câu như vậy, một câu như vậy. Thì chữ tấn này là cội, tấn là cội, còn chữ đặng này là nó khác với chữ đặng ở bên kia. Chữ đặng này á còn nhiều vật thể nữa. Thì các nhà chánh lượng bộ họ chủ trương ngài thể thân ngài đưa ra hai tư tưởng thứ nhất á, ngài nói là tất cả các pháp đều sinh là nó diệt, dù vật thể hay tâm thể hay là bất tương ứng hành pháp đều diệt hết cả, không có pháp nào là không diệt. Nhưng mà ngài chánh lượng bộ và độc tự bộ, tôi nói để cho nó trong về cái ý của ông tự sĩ nữa, ông tự sĩ thì ông nói là độc tự bộ, nhưng mà ngài Phổ Quang thì ngài nói chánh lượng bộ. Thế chánh lượng bộ và độc tự bộ đó họ chấp nhận được nửa, không được nửa không chấp nhận. Vì vậy mà trong ngài Phổ Quang ngài nói khi luận chủ đưa ra một cái hiền lượng, tị lượng và giáo lượng và bá lượng, thường thường mình khi mà tranh luận cái gì mình phải đưa ra ba cái, đưa ra cái thực, cái hiện lượng, hiện thực đó, đưa ra cái hiện thực mà mọi người cùng thấy. Nhưng mà mọi người cùng thấy chưa chắc là đúng, đúng không? Còn là hiện lượng đó, mọi người cùng thấy chưa chắc là đúng. Bây giờ tôi hỏi quý vị nhìn bên chân mây kia là quý vị thấy khói, thì mình thường mình nói rằng là không có khói làm sao có lửa, có đúng không? Chưa chắc là đúng. Mà cái từ này là cái từ của thế gian thường nói, mà không có lửa làm sao có khói. Bây giờ mình nhìn qua bên cái chân mây kia, mình nói là bây giờ mình dùng hiện lượng đi, hiện lượng là coi như hiện lượng bắt đầu là thực thể mà mình trực giác mình thấy gọi là hiện lượng đó. Mình nhìn qua bên kia thì thấy nó khói mù lên, thì tất cả mọi người này đó là do lửa đốt, có đúng không? Không đúng, đâu phải. Nhưng mà có thể là trời nó lạnh quá cho nên sương mù nó bốc lên, đâu phải khói đâu, đâu phải lửa đâu, hiện lượng đó. Đó thì các nhà độc tự bộ về kinh bộ, về chánh lượng bộ nói rằng là khi mà luận chủ mà đưa ra một cái tỷ lượng đó, nhưng mà tôi không chấp nhận cái tỷ lượng của luận chủ, tôi đưa cái hiện lượng ra để mà phá cái tỷ lượng của luận chủ. Và trừ khi mà luận chủ mà đưa ra đó mà tôi chấp nhận đó, thì như vậy mới gọi rằng là đúng tám lượng. Còn tôi không chấp nhận mà, cho nên họ ông chấp nhận được một thôi. Bây giờ ngài thể thân ngài đưa ra hai hiền lượng này, ngài đưa ra hai tị lượng này. Thường mình muốn học cái gì á, hiền lượng, tị lượng và giáo lượng. Giáo lượng là dùng giáo lý mà suy luận đúng hay là sai. Mà nếu dùng giáo lý mà suy luận mà chưa đúng nữa thì dùng thánh giáo lượng. Nó có bốn lượng. Thánh giáo lượng là có như hết cài đó. Giáo lượng là đúng. Giáo nhưng mà có những cái gọi là liệu nghĩa và bất liệu nghĩa. Quý vị nhớ nè. Giáo nhưng mà có những pháp nó có liệu nghĩa và bất liệu nghĩa. Liệu nghĩa là
chấp nó có pháp. Ngã và pháp đều không, cho nên gọi là liệu nghĩa. Còn chấp ngã không mà pháp hữu thì gọi là chưa phải liệu nghĩa, phải rốt ráo mà liệu nghĩa. Thì bây giờ luận chủ người đưa ra, người nói tất cả các pháp, tất cả các pháp nó, tất cả các pháp nó từ tâm cho đến vật đều nó sinh ra, nó diệt liền. Tất cả các tâm, có cái tâm nào mà nó thường không? Nếu tâm mình thường đó, mà khi mình tu mình đạt được cái an lạc và cái giải thoát á, cái an lạc trong trong cái giờ phút này đó, thì mình cứ an lạc suốt đời. Nhưng mà khi quý vị nghe tôi giảng một cái bài pháp gì hay quá, thì quý vị an lạc ngay trong được một năm ba phút thôi. Khi qua về có thường không? Có thường an lạc không? Nếu thường an lạc thì chứng tỏ là mình không còn phiền não nữa, là Phật rồi, đã Bồ Tát là Thánh Văn La Hán rồi đó. Nhưng mà không có. Thì như tôi cũng vậy đó. Tôi giảng như vậy tôi thấy quý vị tôi rất thích sung sướng, hạnh phúc lắm. Nhưng mà chút nữa tôi vô tôi ngồi, tự nhiên tôi để cho tâm trống rỗng, tự nhiên cảm thấy nó buồn, buồn kiểu gì vậy đó, mình biết nữa. Bởi vì không giảng cho quý vị cảm thấy nó buồn. Thì như vậy tâm mình đâu có an lạc đâu, đâu có thương hắn đâu. Cho như vậy là đúng, cho nên đem ra cái tỷ lượng như vậy đó. Đem ra cái tỷ lượng như vậy đó. Vì vậy ngài Thế Thân ngài đưa ra cái tỷ lượng ban đầu. Ngài đưa ra cả hạt cái, ví dụ như cái ngài đưa ra 8 cái. Mà chánh lượng bộ chấp nhận được 4 cái đâu thôi, còn 4 cái sao không chấp nhận. Cho nên có cái chữ rằng là khởi bất thế gian hiện tiện đẳng. Đây là chữ bộ nói. Đây là chánh lượng bộ nói, chữ đẳng ở đây tấn đẳng, mà chữ tấn đẳng này còn nữa, rơm nữa, rác nữa, cọ nữa, thân nữa. Thấy chưa? Đây chỉ nói mới tấn là mới cọ thôi, rác thôi, còn thêm nữa. Tấn đó là mới cụi thôi, còn tôi thêm vô rác, cọ. Thấy chưa? Đồ tất cả những cái vật đốt cháy, tất cả những cái vật đốt cháy và thân biểu nữa. Thân biểu nữa. Thì họ chấp nhận này, họ chấp nhận cái gì? Sanh diệt. Các nhà hữu bộ, các nhà độc tự bộ về chánh lượng bộ họ chấp nhận tâm. Tâm là có 8 tâm đó, từ nhãn thức cho đến a là giá thức. Thì trong đây làm chi có a là giá thức, trong đây chỉ có 6 thức thôi. Các nhà hữu bộ chủ trương từ nhãn thức cho đến ý thức thôi, chứ không có 2 thức sau. Không có 2 thức sau họ chưa tin tưởng được. Thì họ nói tất cả 6 tâm họ chấp nhận tin có vấn đề sanh và diệt là cả thứ nhất. Cả đấy họ chấp nhận tất cả các tâm sở, tất cả 48 tâm sở. Như vừa rồi học thầy thường gọi thông trụ rồi mà không thấy, khi để nhắc đến tâm sở thì nhớ để thường gọi thông trụ, thông trụ còn không thấy là tâm sở. Cả thứ hai, cả thứ ba là âm thanh là ba, và cái thứ tư là ánh sáng. Đó, bốn cái này thì họ chấp nhận có sanh rồi nó có diệt. Còn những cái mà như thế gian họ thường thấy đó, như bây giờ họ dựng chứng vấn đề thế gian, họ dựng chứng thế gian, họ là hạ bức, đang lại bức kiện thế, nhưng mà trong này là hạ bức thế gian hiền kiện. Ngài không có thấy sao? Cái này mà đưa ra cho ngài Thế Thân thì chắc chỉ có chết thôi, phải bị thương thôi. Mấy cái nó làm sao mà lý luận ngài Thế Thân cho nổi được? Mà đưa cái hiền lượng này ra mà để mà so sánh. Hạ bức thế gian hiện thấy, ngài không có thấy à? Ngài không có thấy hiền thấy thế gian như cội này, tấn là cội này, con chữ đặng là cọ này, rác này, thân biểu. Đó, bởi vì họ chủ trương thân biểu là không có sanh diệt. Bởi vì nhớ nè,
họ chủ trương thân bị ông còn không có diệt liền mà qua bên kia diệt, cho nên họ không chấp nhận, họ không chấp nhận những cái vật cụi này, rác này, rơm này, tất cả vật cháy và thân biểu diệt ngay, họ không chấp nhận. Nhưng mà họ nói những cái này là do cùng lửa hiệp, rồi sau đó nó đi đến với nhau, bắt đầu nó mới diệt mà nó mất hẳn. Cho nên cái câu này gọi là khởi bức thế gian hiền kiết. Ngài không thấy ở thế gian thấy như cùi, như rác, như thân biểu, do phải đợi đó. Bây giờ này phải đợi khách nhân, lửa đây là khách nhân, còn rơm rác cùi thân biểu là chủ nhân. Tất cả các pháp sanh và diệt đều có chủ nhân và khách nhân. Cho nên khi nào hồi nãy tôi có nói đó, họ chủ trương trong cái vấn đề khi sinh ra đó đương nhiên phải có chủ nhân và khách nhân rồi, bởi vì sanh rất là khó, cho nên tất cả quy tụ đủ cả nhân duyên hẳn mới sinh ra một cái pháp gì đó. Ví dụ như tôi muốn làm ông thầy, mà khi thọ thì khéo không phải tự động mà tôi làm ông thầy được, phải đủ nhân duyên cả hòa thượng, thượng tọa, cả một cái đạo tràng, cả một cái tổ chức lệ hòa hợp lại bắt đầu tự thành và tạc pháp mà tôi mới thành cái khéo được, chứ không phải tự động mà thành cái khéo được. Cho nên phải gọi là đủ cả khách nhân và chủ nhân. Ví dụ như khách nhân chính là tôi ôn viên giác với các vị hòa thượng gọi là khách nhân đi, còn chủ nhân là các cái vị khách mời tới, ta dễ hiểu đi, thì mình quy tụ là thành một cái giới đà. Nhưng mà khi diệt mà khi ra về rồi đâu có cần mình ai để về thôi, đâu phải quy tụ chứ nữa. Khi diệt nó mất rồi thì mình ai để về thôi, gặp phải ngài chào cũng được, mà không chào thôi mình lẹ lẹ mình về cũng được mà. Cái ý như vậy cho nó dễ, đâu phải cần đợi hết mới chào đâu, không cần đợi. Cho nên khi mất rồi, khi diệt rồi không cần phải đợi, từ lẹ lẹ về thôi. Cho nên họ mới chủ trương các ngài không thấy à, ngài không thấy à, như cụi đó, như cụi, như rơm, như rạc và thân biểu vân vân, do dư hỏa hiệp đó, có cái sự liên đới, do cái sự liên hiệp với lửa nó đi đến. Tất cả những cái này là cái đốt đó, tất cả những cái này là cái đốt đó. Còn tấm nó không đốt được, ánh sáng nó không đốt được, âm thanh nó không đột được, nhưng mà nó đột cò, nó đột rơm, nó đột rác, nó đột thân biểu, thân nên đột chạy được hết. Cho nên họ mượn lửa tới đốt, lửa đột những cái vật gì mà nó có hình tượng á, còn như vô hình như tâm với ánh sáng nó đột được. Mà cái văn rất là hay, văn rất là hay đó. Nhưng cái nó không chấp nhận, không chấp nhận là củi, rác, rơm, những cái chất để đốt cháy và thân biểu nghiệp đó, thân biểu nghiệp chính là động đó, động là hành động là cũng thân biểu, những cái này nó cũng đốt cháy được hết, lửa nó đốt cháy được hết. Cái câu này là cái ý nói rằng là đời nhân, lửa rơm, rác nó chưa diệt được, nó sinh ra nó chưa diệt được, nó đời lựa tới để nó đột. Còn mấy đoạn sau ngài thế thân ngài nói, dù lựa có tới hay không tới, bữa hôm tôi có giảng cái này rồi, dù lựa có tới hay không tới thì rác và rơm và cỏ và thân nó vẫn diệt như thường. Nhưng mà sau này có mấy cái nó lý luận hay lắm. Do dự hỏa hiệp cố chí diệt vô, cho nó bắt đầu đến đội đó, chỉ là đến đội đó, để chỉ khí là chỉ này đó, chỉ này đấy. Chỉ khí thì nó đến bắt đầu nó diệt, mà diệt rồi thì nó không còn gì hết, diệt bắt đầu nó mất, thì lúc đó mới gọi là diệt.
các pháp diệt mất. Sanh trụ gì diệt, tất cả các pháp nó sinh ra rồi nó diệt mất. Mà khi các pháp diệt mất rồi thì quả nó cũng không còn, quả không có nữa. Mà quả không có rồi, bởi vì hắn sinh ra là tất cả có đủ nhân duyên cho nên các pháp nó mới sinh. Mà khi các pháp sinh ra thì cho quả liền. Các pháp đó là chính là cái nhân. Mà khi mà cái nhân là phải có đủ nhân duyên, bắt đầu mình nhân nó mới có. Cho nên nói một nhân mà sanh một quả là cái đó, là thượng đế đó nghe. Một nhân mà sanh vạn pháp, một nhân một người mà sanh ra cả vũ trụ là cái đó, là thượng đế, là cái đó rất nguy hiểm đó. Không bao giờ có một nhân mà sanh ra các pháp được. Cho nên đủ tất cả các nhân và các duyên rồi mới thằng mình sinh ra, thì khi sinh ra thì nó cho ra quả, thì cái nhân nó diệt. Mà nhân nó diệt thì cái quả nó còn nữa đâu. Nhân diệt thì nó quả nó mất. Thì bây giờ đời nhân tới làm gì? Nhân nó làm cái gì ít có chứ? Diệt rồi. Những cái nhân trước đã diệt rồi và cái quả nó đã diệt rồi, thì đời cái nhân khách để tới làm cái gì nữa? Không cần. Không cần đời nhân khách. Đây là cái tư tưởng mà tránh luận mà ba bốn vừa pháp này, là vì cái này nhiều nhất đó. Do đời nhân. Nhưng mà ở hữu luật ở bên 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 hữu bộ cho nếu mà trong trống quản thì tất cả cái này hoàn toàn không có đúng. Trong kinh A Hàm nói này, cái này có tức nhiên là cái kia có, cái này sinh tức là cả cái sinh, cái này diệt tức là cả cái diệt. Khi một cái có đó thì nó có tất cả, khi một cái không thì nó không. Nhưng mà tư tưởng này cũng đúng, chẳng phải cũng đúng, tư tưởng này đúng, đúng ở trong A Hàm. Vì vậy mà tư tưởng của độc tự bộ về hữu bộ, vì vậy mà đi trịch cái tư tưởng của Phật. Cho nên đại thừa mới tái thể một lần thứ hai nữa. Vì vậy mà những cái kinh điển đại thừa nó xuất hiện ra sau tái một lần nữa để mà điều chỉnh lại cái ảnh hữu bộ này, chứ không phải là kinh đại thừa ra đời sau đâu, không có. Bởi vì đại thừa ra đời khi Đức Phật thuyết pháp về cội Bồ Đề, ngài thành đạo đã có đại thừa rồi. Nhưng mà trong suốt 45 năm, 49 năm Đức Phật đi hoằng pháp lời sinh thì đại thừa nó đã có. Nhưng mà khi Đức Phật nhập diệt thì các đệ tử bắt đầu nối tiếp dòng dũng của Phật, nhưng mà làm cho giáo pháp của Phật nó bị đi chịch lịch đi, đi chịch hướng đi. Mà đại thừa cứ để yên, đại thừa chưa chưa đủ cơ duyên cho nên chưa chịch hướng. Cũng giống như tôi ngồi như vậy đó, tôi tu đại thừa, ví dụ tôi tu đại thừa đi, thì tôi thấy các đàn em đang nói làm sai nhưng mà tôi chưa nói. Thấy chưa? Tôi để cho nó làm đi. Hoặc là tôi chưa đủ những chung, chưa nói, tôi nhận về các đàn em tôi đó, mà người tôi đại thừa sau này nói đi nghe, nói về người đó đi nghe, đừng để như vậy mà sai nghe. Đó là kể như vậy. Cho nên đại thừa mà ra đời sau á, để mà điều chỉnh lại tất cả những cái tư tưởng của các nhà hữu bộ, họ bỏ kinh và họ bỏ luật, họ theo luận, họ luận giải theo lý giải, họ lấy luận để họ lý giải kinh, cho nên họ lý giải có những cái mà đi chịch hướng. Còn giống như độc tự bộ họ nói là ngã bất khả đắc đó, họ có đưa ra nắm tù đó. Ngã tức uổng, mà uổng tức ngã, mà còn là phi ly uổng. Có những lúc họ nói là ngã ngã lìa khỏi uổng, mà ngã lìa khỏi uổng thì làm chỉ có ngã. Mà nếu ngã tức uổng thì ngã với uổng là một cái sao? Uổng là ngũ tù, mà ngũ tù mà khi hàng tan ra thì đâu có ngã đâu. Cho nên nói ngã tức uổng và phi ly uổng cũng được. Ngã tức uổng, tức là tức chứ, cái này tức là cái kia. Còn ngã phi ly uổng thì là nó lìa ra khỏi uổng. Mà ngã mà nó lìa khỏi uổng thì làm chỉ có ngã. Mà ngã là cái gì? Ngã chính là ngũ uổng chứ gì đâu. Bây giờ ngũ uổng mà lìa khỏi ngũ uổng thì ngã làm cho có. Không có. Cũng giống như nước mà nó có sóng, bây giờ sóng mà lìa về nước thì làm chi có sóng, làm chi có nước. Nhưng mà khổ một cái hữu bộ độc tự bộ họ đa phần họ Phật cắt khái niệm làm hai, cắt khái niệm làm hai. Cũng giống như mà cái xúc đó.
cái xúc này từ đâu, cái xúc này từ đó đại, từ đại mới có chứ, chỉ có gì đâu. Nhưng mà họ là họ thiết lập một cái xúc là nó khác với cái từ đại chúng. Mà mấy bài trước mình có học rõ ràng rồi đó. Nó cho nên ở đây nói rằng là bởi vì họ muốn đưa cái hiện lượng này để họ họ phá cái tỷ lượng của ngài thế thân. Họ nói không có, không có sinh ra là diệt liền, cũng giống như cùi đó, nó sinh ra nó không diệt liền mà nó đợi lửa tới nó mới đốt nó mới diệt. Cái ý như vậy đó, đợi lửa tới nó đốt nó mới diệt. Thế nó mới diệt tình. Bây giờ câu tiếp. Định vô dư lượng quả hiện lượng giả. À, câu này có cái câu này là cái của Đục Từ Bồ nói. Để chẳng đừng bồ nói. Định vô dư hiện quả à, lượng quả hiện lượng. Tất nhiên mình sẽ là chắc chắn rằng tôi đưa cái hiện lượng này ra không có một cái tỷ lượng hay là một cái giáo lượng nào hơn cái hiện lượng này. Dịch như vậy đó. Định vô dư quả là tôi đưa cái này ra không có, không có còn một một cái lượng nào trong hai lượng mà cả ngày nữa đó. Mà chánh lượng bộ với độc tự bộ là đứa hiện lượng. Cái hiện đấy là hiện lượng. Hiện lượng tỷ lượng và giáo lượng. Khi mình lý luận cái gì thì mình đưa ra ba cái. Cũng giống như gọi là tức tốn nhân dù đó. Tốn nhân dù đó. Ví dụ như ông kia ông có bệnh, ông kia đó bụng, tại vì sao bụng? Bởi vì ăn bậy. Tại sao bệnh? Do ăn bậy. Chết không có tự nhiên mà nó bình được. Bình phải có cái gì? Do ăn bậy. Cho nên sanh ra bệnh. Định vô dư lượng quả hiện lượng giả là một câu chấm. Tôi đưa cái hiện lượng của tôi ra đó chắc chắn không còn dư là không còn có một cái lượng nào quả là hơn hoặc là qua hơn hoặc là qua, không có cái nào qua, mà dịch cho dễ hiểu là không có tỷ lượng và giáo lượng nào mà qua mặt cái hiện lượng của tôi. Tất nhiên là ngài luận chủ ngài đưa tỷ lượng và giáo lượng ra nhưng mà không bằng hiện lượng của tôi, là cái ý như vậy đó. Chắc chắn không có vô dư lượng quả hiện lượng, rất rõ ràng không có cái tỷ lượng là cái gì. Tỷ lượng là đo lượng là so đo, mà tỷ là so sánh. Hoặc đây là cái từ của ngài Hương Trang dịch thôi, hoặc là suy đồ, hoặc là đẳng đó suy tư thẩm lự vân vân, cũng gọi là tỷ lượng. Cái câu này ông có hành tình có đưa lên này sao mất rồi, đưa đây cho Phật tử họ coi, đưa cho Phật tử họ coi. Và mấy câu này hay lắm. Cái câu này nói theo cái kiểu là gọi là hơi có vẻ là hơi là coi như là không còn ai hơn được đó. Tuy nhiên là ngày nào là tôi đưa cái hiện lượng này đây là giống như mà lửa đến với củi đó. À, lửa đến với củi thì nó sẽ đốt, chứ không có lửa thì làm sao củi nó không đốt. Họ tiếp tục. Ngài tiếp tục thêm câu nữa. Cổ phi pháp diệt, giai bất đại nhân. Hôm nay học rất nhiều đồng nghe, học chữ hạng rất nhiều đó. Nhưng mà học như vậy đâu có chán đâu phải không? Lâu lâu phải để mà dài một chút gì đó. Chứ còn học mà câu nào gì cái đó thì cũng được, thì cũng hay, nhưng mà thỉnh thoảng còn hơi chán một chút. Nhưng mà thỉnh thoảng có những cái nào mà quan trọng là tôi chủ thích rộng hơn,
Cho nên nghe Chánh Lượng Bồ mới nói tiếp. Chánh Lượng Bồ này là con của một con thứ ba của Độc Tự Bồ. Cho nên mình nói là cha nói cũng được mà con nói cũng được. Thường Tòa Bồ Độc Tự Bồ sinh ra, Cửu Bồ sinh ra Độc Tự Bồ, rồi Độc Tự Bồ sinh ra bốn đệ tử, đó là Pháp Thường Bồ, Hiền Trụ Bồ, Mực Lâm Sơn Bồ và Chánh Lượng Bồ, đó là bốn bộ. Bộ phái này là một trong bộ phái 20 bộ phái của Ấn Độ, nhưng mà ở Trung Quốc nó cũng có bộ phái này. Cho nên mình muốn giỏi về lịch sử, về kinh bộ thì mình phải học 20 bộ phái của Phật giáo. Thì cái bộ này họ dùng luân lý, họ dùng cái luân lý để họ lý giải, làm cho giáo lý của Phật nó sáng ra, nhưng mà cuối cùng trở thành Ngài Thế Thân này là không sáng lý luận nhưng mà không sáng. Cho nên Ngài Thế Thân Ngài Phạm, chỉ có Ngài Thế Thân mới đủ sức. Cho nên Thế Thân Bồ Tát là giống như luôn luôn trung thành lời dạy của Đức Phật để mà điều chỉnh lại tất cả, dù thầy của mình mà làm sai Ngài vẫn nói. Nhưng mà thưa đàng hoàng, thưa hẳn đàng hoàng nói, thầy mình mà giảng sai và lý sai mà đi không đúng với chánh pháp, vẫn thưa như thường, vẫn nói như thường. Chứ không phải mình nể thầy, mình sợ mình nói là để như vậy con cháu tương lai là có những mán cái họa đó. Mình phải nói, đó là mình đệ tử đó gọi là trung thành đó, trung kiến đó. Còn mấy cái ông mà nên già như vậy là thôi mệt rồi đó. Mấy cái ông mà mô Phật, thầy nói sao mô Phật thì là gì? Chết rồi đó. Để chùa cũng vậy, mà lỡ mà thầy làm sai đệ tử có quyền nói, thưa thầy không nói. Mới thẳng, thì cả là mới tốt. Cho nên thầy nào mà thẳng tắn đó, thẳng tắn nhưng mà cũng phải thẳng tắn mà nói bậy. Nói chứ thẳng tắn mà đôi lúc thẳng mà thằng bậy cũng được nữa. Thẳng tắn nhưng mà đúng chánh lý, đúng chánh pháp. Cho nên Thế Thân vị tổ rất là nổi tiếng từ ngàn xưa đến ngàn nay mà không có vị tổ nào hơn hết. Cả trong tám tạng kinh điển là của Ngài chủ dạy rất nhiều, mà bây giờ học trò của Ngài trên thế giới đầy hết. Cổ phí pháp diệt, giai bất đại nhân. Chánh Lượng họ nói, không phải pháp diệt mà đều không không có đời nhân. Nó dễ hiểu là không có một cái pháp nào diệt mà không đời nhân. Thì như vậy đó, phi pháp diệt, cổ phi pháp diệt, giai bất đại nhân, đại là đời. Cuối cùng hồng chủ trương cả pháp diệt cho đời nhân thôi. Nhưng mà họ chấp nhận mấy cái pháp mà cội, rơm, rác, những cái đồ chất chạy và thân biểu, thân động thì nó có đời nhưng nó chưa có diệt. Họ không chấp nhận cái này, nhưng họ chấp nhận pháp sanh rồi diệt mà không cần đời nhân, không cần đời nhân mà nó tự diệt. Cho nên hồi nãy tôi có nói đó, các pháp sanh, các pháp khí sanh, vì nó rất là khó, phải đủ nhân duyên nó mới sanh, cho nên gọi là khó. Vì vậy mà trong này có nói khó và dễ. Cái pháp nào sinh mà khó đó thì cần phải có nhân chính và nhân phụ. Những cái pháp nào mà nó dễ á, nó dễ thì không cần phải đợi nhân phụ nữa, chính nó tự diệt được. Cho nên tôi mới ví dụ mẹ đó, khi mẹ sinh ra con đó, thì phải cần bà mụ, cần người này người khác tới mà phụ giúp mới sinh ra được. Nhưng mà khi mẹ mất đi rồi, mẹ không cần nữa, mẹ tự chết một mình được, mẹ không cần ai hết. Nhưng mà phải nói con mời thầy đó là chuyện khác, cái chuyện đó là chuyện khác. Có mẹ tự chết, mẹ không cần ai hết, là cái ý như vậy. Nhưng mà khi mẹ chết đi, mẹ phải cần làm đạm cũng mời quý thầy của cầu siêu, cái tư tưởng là tư tưởng khác.
Đó. Cho nên họ không chấp nhận cái mà thân biểu và thân đồng và rơm rạ cỏ cây núi sông hoa quả vân vân, tất cả những cái vật đó là không sanh là diệt liền. Tất cả các vật thể trong vũ trụ đó trừ ánh sáng và âm thanh, còn tất cả các pháp mà trong vũ trụ đó sinh bên này rồi đi đến bên kia nó mới diệt, phải kéo dài thời gian ra. Thì đây là cái câu họ nói như vậy đó. Không phải pháp pháp diệt mà không đời nhân, pháp nào cũng có đời nhân rồi bắt đầu nó mới diệt. Cho nên họ mới đưa cái vấn đề đời lửa đó, đời lửa đến hiệp rồi nó mới diệt. Bây giờ cái câu này câu của luận trụ hỏi. Như hà tri tân đặc, nó phải chưa, tân đặc. Ngài lấy cái vế thứ hai đó, cái vế thứ hai mà của chánh đường bộ mà không chấp nhận á, ngài hỏi lại. Ngài là như hà tân đặc, như hà tri tân đặc. Chữ đặng thì quý vị hiểu rồi đó, đặng nó còn vân vân còn những cái nữa đó. Như hà tri tân đặng do hòa hiệp, cố diệt. Như vậy thì ngài biết như thế nào, ngài biết làm sao? Ngài biết cụi về lửa, cụi về rơm, về rác. Cụi rơm, rác và tất cả những thân động, vân vân. Mà khi lửa đến hiệp mà nó diệt như thế nào, nó diệt bằng cách sao, nó diệt như thế nào? Đây là câu của luận trụ hỏi đó. Nó diệt sao? Cho nên sau này cái có đưa, khi cái này tới thì cái đã đi rồi, diệt cái gì? Ví dụ nói là ánh sáng diệt bóng tối. Khi có ánh sáng thì bóng tối nó không có, mà khi có bóng tối thì có ánh sáng, làm sao mà nói là ánh sáng diệt bóng tối được? Đây trong trung luận nói bóng ánh sáng nó không bắt kịp bóng tối, cũng giống như phiền não đó. Cái gì diệt phiền não? Cái thiền diệt phiền não cũng không đúng được. Đây là trên tư tưởng của Trung Quốc. Khi thiền có thì phiền não nó không có, nó không bắt kịp nhau. Mà khi không có phiền nào thì có thiền, mà khi có thiền có phiền nào khác cả nó đến, cũng giống như cái giọt nước khác cái giọt nước trước. Nó diệt đi để cho giọt sau nó xuất hiện. Tất nhiên là cái giọt sau nó bức cái giọt nước trước, bức giọt nước trước thì nó mới diệt đi để cho tao sanh. Nếu mà hai cái đùng một lần á thì nó bằng nhau chỉ chọe liền, đùng một thể. Mà nó đùng một thể thì nó không diệt. Hai cái mà cùng tuệ một lần thì nó không sanh, vẫn diệt được. Mà làm gì có đùng một hai cái mà cùng một lần được? Phiền não với bồ đề đâu cùng một lần được. Không có phiền não thì có bồ đề, mà không có bồ đề thì có phiền não. Mà hai cái cùng một lần thì thằng bằng nhau liền, không có diệt được. Hai cái đông một cái thằng tỏa nó liền, không có diệt được. Cho nên cái này diệt cái kia thì cái kia mới sinh. Cái này diệt cái kia mới sinh. Mà khi cái kia sinh thì cái kia nó đi rồi. Cho nên hẳn bắt kịp nhau được. Không bắt kịp nhau. Thì ngài nói, ngài biết như thế nào cùi rơm rạc và thân động do hòa hiệp và nó diệt như thế nào, ngài biết như thế nào? Đây là cái câu của tổ. Học cái này mình xong rồi bây giờ mình lý luận cơm lắm á. Học thêm một bài pháp này là mình lý luận có như vận hệt, mình không khó nữa. Mấy năm ngoài mấy bài đầu thì mình học mình hơi là nhức đầu nhức óc khó, bây giờ vô nó dễ quá rồi, phải không?
Làm sao chú thuộc cấp ngữ này là viết cái tên bằng cái chữ mà chữ pháp danh á, để mỗi lần tôi đọc. Dạ thưa ông. Dạ. Dạ chữ Tusito đó là xuất phát từ từ chữ Tusita. Tusita dạ, tức là Tusito, dạ, Tusita là cõi trời động phức. Mà người nam tính đó là Tusito, mà nữ tính là Tusiti. Dạ. Bởi vậy trong ở sách vở của Nguyên Thủy đó, người ta kêu Gotamo Budo, chữ Gotama Buddha đó là chữ gốc, nhưng mà người nam đó là Gotamo Budo. Đây. Mình học cho hết cái trang này luôn. Như hà tri tấn đẳng do hòa hiệp cổ diệt, ngài chánh lượng bồ ngài biết như thế nào, ngài biết như thế nào mà ngài nói rằng là củi rơm rác thân biểu gió nhờ lửa nó đi đến, nó hiệp rồi nó mới đốt, hiệp tới nó đến nó nói cho vui hiệp đốt chứ không tới nó đốt cho hiệp cái gì. Nó tới nó đốt lửa, lửa đốt củi chứ làm chi mà có đến nào lửa mà nó hiệp với củi, nước với lửa làm sao nó hiệp nhau được, nước với lửa mà nước với củi không giống như mấy thầy làm sao mà hiệp với các nữ sắc được, không hiệp được. Nữ sắc đến nó đốt cho mày thấy tiêu ma hết chứ làm sao mà hiệp cái gì được mà được. Không? Cho nên lựa với cụ đến thì nó diệt nhau, mà nữ sắc mà đến thì nó diệt mày thấy chết. Chắc chắn như vậy cho nên phải nhớ cái câu đó. Rơm mà cho nên lựa mà gần rơm nó đốt cháy. Một người nữ mà đến một người đàn ông thì không sao hết. Người đàn ông đóng cần người nữ mà người nữ cần đóng đến cho nên sinh ra được con. Còn mấy người nữ mà tới về cả thầy đó sẵn là địa ngục, sẵn địa ngục. Cho nên không hiệp được, không có hiệp được. Cho nên các người nói lựa đến mà hiệp, cho nên mới diệt. Bây giờ câu của hữu bộ của chánh lượng bộ trả lời: dị tấn đặc hiệp hầu tiền bức thiết. Trả lời vậy đó, nghĩa là cụi lửa, cụi rơm rạp thân động, vân vân. Khi lửa nó để nó hiệp, mà nó hiệp tức là nó đốt, nó đốt, tại nó đốt. Rồi về sau tiếng là bèn, dịch là bèn, về sau không còn thấy nó nữa, không thấy tất cả, không thấy lửa cũng không thấy, mà cụi cũng không thấy, nó diệt. Tức là những duyên đó, những duyên nó hòa hợp bây giờ nó tan, những duyên nó hòa hợp nó tan, cho nên khi tan thì các pháp nó diệt, mà có quả nó cũng diệt, cho nên lửa và tới thì nó đục chạy hết, không còn nữa. Đó là thì cơ mà của chánh lượng bộ họ trả lời cho ngài thể thân như vậy đó. Ấn cần thậm trư, thưa ngài, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Đây là thể dân tổng là thưa ngài, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Ngài thể dân ngài rất là khiêm cung, rất là lễ độ, tuy rằng biết sai, thưa ngài, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Ân là cần nên. Cái câu là câu lịch sử đó. Ân cần nên, cần nên cộng cùng nên suy nghĩ cho nó thấu đáo, thẩm lự, cho nó suy tư đắn đo, suy tư cho thẩm lự. Thẩm lự nó cũng giống như là tỷ lượng vậy đó, thẩm lự cũng như tỷ lượng đó. Ngài nên thẩm lự nó, mà suy tư đắn đo cho nó kỹ lưỡng, cho nên gọi là thẩm lự. Khi suy nghĩ một cái gì, nói một cái gì phải đắn đo cho suy nghĩ kỹ. Chứ thôi tôi bẻ đó, tôi phá đó, là cái ý của tổ nói như vậy đó.
như tân như thì như thì tân đặng vì do hòa hiệp diệt cổ bất kiết giống như lửa giống như cội đó cội về thân biểu đó thì bây giờ người thể thân này cũng lấy cái câu này người thể thân này này người lấy cái câu này để ngài hỏi lại để ngài hỏi lại như như cội thân biểu vân vân do lửa hiệp mà nó diệt mà không thấy tất nhiên là cái cội kia nó cái cội ở trước á nó đã diệt cái cội ở trước nó đã diệt cội trước đã diệt đã sinh rồi nó diệt tức là cái cội trước nó sinh rồi sao nó diệt thì từ nó diệt hay là cái hay là do cái phần của cái diệt này mà không phát sanh của cái phần cội khác nữa nên không có, nên không không thấy tiếp thêm một tức là cái phần cội này diệt rồi rồi cái phần cội khác do cái phần cội này nó diệt mà không còn phát sanh nữa hay là phần cội khác không còn nữa mà không thấy là cái ý nghĩa như vậy đó. Thì đây ngài thể thấy ngài nói là ví dụ như cội đó, như cội như thân biểu là do lửa nó hiệp rồi rồi nó diệt mà không thấy hay là cái loại cội trước. Bây giờ đây là cái câu này là nói cho dễ hiểu này. Cái câu này mình phải dịch qua ngày phổ quán mình mới hiểu này. Như thì tấn đẳng vì do hòa hiệp diệt cổ bất kiến thì kỹ là như lửa như cội mà như cội về rơm rạ vân vân và thân biểu là do lửa nó đến nó diệt rồi mà không thấy đó là cái câu thứ nhất hay là vi tiền vi tiền vi tiền tấn đẳng sanh dị từ diệt hầu bức tại sanh vô cổ bất kiệt thì ngài phổ quang ngài nói rằng cái tư tưởng ở trên đó là cái tư tưởng của các ngài nói rằng là cội nó đến cội nó cần lửa nó đến nó mới diệt nhưng mà đối với tôi á thì cội của tôi đó cội của tôi nó sinh ra thì nó tự diệt cũng giống như vi tiền tấn đạt cũng giống như như cội của tôi bây giờ ngài dùng cái cội của bên ngài đó là ngài thể thấn đó đấy là ngài lời của ngài phổ quang nói như cội của tôi đó cội của anh thì sinh ra thì không diệt cội của anh sinh ra thì anh phải đợi gì anh đợi lửa nhưng mà cội của tôi á cội rơm rạc thân biệt của tôi á vân vân nó sinh rồi thì tự nó diệt thì dễ hiểu như vậy đó nó sinh rồi nó tự diệt mà tự diệt thì ở sau nó không còn sinh nữa ngài chủ trương là
do củi lửa nó sinh rồi nó tự diệt. Nhưng mà Ngài nó sinh sau khi nó đến nó mới diệt không thấy, nhưng mà khi củi của tôi nó sinh ra rồi sau đó nó không thấy nữa, chứ không phải mà nó sinh lại, nó không sinh lại nữa, nó không có sinh lại, nó sinh rồi diệt, sinh rồi diệt cho không phải sinh nữa, cho nên không có thấy. Và là cái ý như vậy đó. Tự nhiên là củi của anh phải đợi lửa, nó cho dễ hiểu. Củi của chánh lượng bộ phải đợi lửa đến, nó diệt xong bắt đầu lửa với củi không còn thấy nữa, cho nên gọi là cảnh bất kiến. Nhưng mà củi của tôi ấy, nó vừa sinh ra thì nó diệt liền không thấy nữa, cho nên không nó bởi vì nó không sanh lại nữa, tức là không kéo qua bên kia nó mới sanh, mới gọi là không thấy. Cho nên không thấy là nó sinh là nó diệt, nó sinh nó diệt, không cần phải qua bên kia sanh lại nó mới thấy. Nhưng mà Ngài nói là qua bên kia nó diệt đi rồi không còn sanh nữa, cho nên không thấy. Rất rõ như vậy đó. Câu này quý vị hiểu không? Hiểu mà. Dạ thưa ông, con muốn hỏi ông, sanh ra rồi diệt không còn thấy nữa. Nhưng mà bây giờ con đặt cái trường hợp lửa nó đun nước lên, nước sôi ra cái thành cái dạng mây, rồi mưa, rồi thành mưa rớt trở xuống thì thành, tức là chỉ đổi dạng để trở lại cái vòng luẩn quẩn đó thôi, chứ không có mất. À, dạ. Không mất. Nhưng mà cái ý đấy là nói sanh rồi diệt. À. Dạ. Thằng qua cái dạng khác. Thằng qua cái dạng khác. Dạ. Cái câu này rất là sâu sắc. Cụi nóng sinh lại trong này, ông tự sĩ bây giờ, ông tự sĩ dịch này. Sạc na diệt ngay. Phạt sanh nơi nào diệt. Chứ còn vì của một đoàn của ông tuệ sĩ. Sự phạt sanh. Nhưng. Ông dịch là vi tiền. Tân đẳng. Sanh dị từ diệt. Hầu bất cảnh. Sanh. Vô cổ bất kiến. Tức như ông dịch là hay là do phần cụi này diệt mà không phát sanh phần cụi khác nữa, cho nên không còn gọi là thấy, không thấy. Kể như vậy đó. Cái cụi này diệt rồi cái cụi khác không còn sanh nữa, nó diệt mất mà không còn thấy, hay là cụi vẫn còn tiếp tục, thì Ngài thể thân Ngài nói rằng là cụi của tôi đó nó diệt rồi, nó sinh thì nó diệt, nó tự diệt, nó không trở lại về sau, nó không sinh nữa, cho nên không thấy, không còn thấy. Nhưng mà nó qua cái dạng khác, nó qua cái dạng khác, không thể là không thể lựa vào cụi thôi. Không thể lựa vào thuộc, đang nói đây nói vấn đề sanh và diệt thôi. Đây là nói vấn đề đời nhân. Đây là vấn đề nói đời nhân, cho nên Ngài phá cái đời nhân. Cho nên hắn đưa ra cội và lựa để mà diệt và không diệt thôi. Mỗi cái tư tưởng hắn có một cái khác như vậy đó. Hắn có những cái khác. Di Đà Phật, Bạch Ôn. Dạ con có một cái ví dụ con trình lên để ôn coi có thể dùng được không, có thể cho nó có, không biết có phản ánh được cái điều này không. Ví dụ như dòng sông, dòng sông thì lập luận theo chánh luận bộ đó thì phải nói là phải múc nước ra khỏi cái dòng sông đó thì cái nước đó nó mới mất đi, nó mới diệt. À, nhưng mà ngài theo ngài Thế Thông thì nó không, dòng sông thì nó vẫn chảy về thôi, cái chỗ nước đó đó thì lập tức nó đến và lập tức nó đi, nó không có dừng lại ở chỗ đó, cho nên
dầu có múc ra hay không có múc ra gì, nó vẫn diệt thôi. Đó. Mặc dầu mình thấy dòng sông vẫn là dòng sông, nhưng mà nó đang liên tục sanh diệt tại một cái chỗ đó, một cái điểm đó. Đó. À, thì không biết là con lấy cái ví dụ như vậy ông thấy có ổn không? Vì sao? Cái này cần suy nghiệm. À, nó diệt cái củi. À, ở đây trong đây nó diệt là nó diệt cái củi. Cái củi nó sinh, nó diệt. Bây giờ không cần lửa nó đến diệt. Nhưng mà khi qua nó thể diện qua cái diện khác thì cái diện khác hẳn cũng diệt. Tôi sẽ tôi hiểu không? Nó đi qua bất cái diện nào nó cũng diệt hết. Hẳn biến chuyển. Ví dụ như hẳn sanh cái vật này thì cái vật nó sanh nó diệt rồi, bắt đầu chuyển qua cái vật khác, cái sáng năng khác. Thì cái vật khác sanh nó cũng diệt, nó biến chuyển, bởi vì cái bản thể của nó không có bản thể, nó không tự thể của bản thể. Tự thể của nó tức không có củi hay hoặc lửa hoặc bất cứ một cái gì sanh cái diện khác, bởi vì hắn có bản thể một cái nào hết, tất cả duyên khởi hết, cho nên cái nào sanh thì nó diệt. Thì dòng sông cũng vậy thôi, dòng sông mà thường tỏa trở thì đương nhiên hắn cũng đúng trong cái tư tưởng này. Nhưng mà dòng sông nó sanh, như vừa rồi tôi có nói đó, cái giọt nước khác và giọt nước sau hằng diệt nhau để sanh giọt nước khác, nhưng mà giọt nước khác và giọt nước sau không giống nhau. Cái này sanh thì cái diệt thì cái trước khác với cái sau, rồi cái sau khác với cái sau nữa, cái sau khác sau nữa khác liên tục bất tịnh, nhưng mà nó diệt không có vật thể nào. Nhưng mà từ thể của nó thì muốn mang cái bản thể của nó đó, thì nó muốn mang muốn mặt, nhưng mà bản thể của nó là không có thực thể. Bản thể không thực thể, bản thể cái sinh rồi thì bản thể nó mất, mà bản thể mất thì nó biến dạng qua một cái bản thể khác, cho cái bản thể kia, bản thể khác nó sinh rồi nó mất, rồi qua biến dạng qua bản thể khác. Cho nên cả pháp duyên khởi không có một cái nào mà trường tồn tương cựu cùng đồng thể. Nhưng mà cái pháp sanh trụ gì diệt á thì hẳn giống nhau, nhưng mà trên thực thể của vật á, trên thực thể của vật á, cũng giống như lửa đốt củi thành tro, thấy chưa? Củi do lửa đốt thì không còn củi này thôi, ngày nay đang nói vấn đề không còn củi, nhưng mà nó quá tro thì tro nó cũng diệt nữa, tro nó diệt nữa, cho nên cái tro này, cái tro trước cái tro sau nó sinh nó diệt, nó sinh nó diệt. Tất cả các pháp trong trong vũ trụ đó là đều nằm trong cái vấn đề cực vi hết, cực vi hết, không có cực vi nào mà không sanh mà không diệt. Cực vi không sanh không diệt thì cực vi không thành cái vật thể của trở thành tù lại để mà nó trở thành một cái thân ngũ, một cái tờ giấy đưa cậu thân tiệm cực vi trong đó. Cho nên trong cái tờ giấy này tuy như vậy đó, nhưng mà hằng sanh diệt nó biến chuyển trong chân trạng thái của tờ giấy này. Cái tờ giấy này mà để trong nhà này có 1 tỷ năm sau nó tự động nó diệt đi, không ai đốt hết cái này đó. Cho nên mình để trong cái tượng Phật, mà để tượng Phật bằng đồng ở trong nhà đó, ai đụng đâu, 1.000 năm tự nhiên nó mòn lần 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 đi, mất từ từ mất lần, nó tự diệt đó. Nó tự sanh tự diệt thôi, chứ không có ai thể đột nó hết, ai thể phá nó hết. Cũng giống như đá đó, nó sinh ra thì nước chảy thì đá mòn, nhưng mà không, dù không chảy đi nữa nó vẫn cứ mòn như thường. Thì dòng sông thường tỏa đó còn ví dụ là một trong ví dụ để cho ánh sáng. Có phải về tôi chủ chủ tôi sĩ tú? Dạ thưa phải. Dạ thì bây giờ con là là người, nhưng mà cũng gần đất xa trời, mai mốt chết thành con bò hay gì đó rồi cũng qua một cái biến dạng. Tới lúc đó, nào là thành người trở lại rồi học tiếp với ông. Cho nên cần các vị hữu bồ đó, hôm nay mình nghĩ được cái đó, học nãy giờ cũng rất nhiều rồi đó. Đắc tư thể là gì? Là đó thấy chưa? Ngài thể thân ngài là không có cái tư thể gì để đắc hết. Nhưng mà phải đắc tư thể. Nhắc lại cái đoạn này để mà trả lời câu cuối cùng.
cái pháp vị lai khi đi về hiện tại nó đắc được tự thể. Mà sao đắc tự thể đó? Đắc tự thể là đắc một cái pháp gì đó, một cái cỏ mà nó mọc lên, nó là từ vị lai đó, nó về hiện tại bắt đầu sinh ra một cái cỏ. Thế cái cỏ nó đắc tự thể được cái ngọn cỏ xong diệt liền. Mà khi diệt liền thì tự thể không còn nữa, thì làm chỉ còn cái đắc. Đắc là một cái danh từ thôi. Cho nên tự thể nó tự diệt, bởi tự thể nó vô thể. Nó tự thể nó vô thể, cho nên đắc đỏ rồi nó diệt. Nó biến chuyển qua cái dạng khác. Cho nên nói, ông Từ Sĩ ông nói, nếu diệt á, là diệt mà mất. Hay là nó sinh ra cái cụi sao mà không thấy. Thì trong những ngày thể thân ngài nói đó, là trong những ngày phổ quang ngài nói đó, cụi của tôi á, là nó sinh rồi nó diệt mất, không có sanh nữa cho nên không còn thấy. Hay là cụi của ngài diệt mất rồi cụi vẫn còn tiếp tục sanh, sau đó không thấy. Là cái ý như vậy. Thôi mình nghỉ ha. Vậy mà cái đoạn này mệt rồi chứ giỡn. Bây giờ này không còn nhức cái đâu lắm. cái dòng sông thì cái nước thì hằng vẫn lấy đi, vẫn mất đi. Chứ thường thoảng mà ví dụ đó, nếu mà hằng cứ sanh diệt nhưng mà nước thì mình lấy mất đi thôi, là một cái giai đoạn. Nhưng mà mình lấy đi rồi mình đổ cái nước khác xuống thì hằng còn nước nữa. Cơ thủy dung thủy đậm này nè, có hiểu không? Mới vô học hả? Bây giờ mình học các cử mỗi ba như vậy thì bắt đầu đầu khi mình vô mình ôn lại mình để cho nó nắm vững từng bài pháp này là bài pháp căn bản mà ngài Thế Thân ngài đưa ra để cho chúng ta học, để chúng ta biết tất cả các pháp là đều như vậy rồi. Đây là đúng cái tinh thần của Đức Phật. Tinh thần Đức Phật của trong kinh A Hàm. Đức Phật là các pháp là vô thường. Nó sanh là nó diệt, không có cái động. Không có cái động là đi qua bên này rồi bắt đầu nó mới sanh, mà nó không diệt. Tuy rằng các ngài nói là cũng biến thể đó. Cái pháp sanh ở bên này thì nó khác, mà qua bên kia thì nó biến thể quá khác rồi. Cho nên cái trước và cái sau nó không có giống nhau. Không có giống nhau đó. Nó kỹ như vậy. Dạ, mô Phật tỉnh ông hồi hướng ạ. Cảm ơn cái niệm Phật. Nguyện đáng công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh để hộ trọn thành đạo. Cái bài này chắc mình học phải vài ba cũng hai thời nữa hoặc ba thời nữa, hai thời nữa mình bị, bởi vì cái này không làm nông nghiệp. Quý vị nào còn có thắc mắc gì cứ hỏi ôn, đừng có bỏ qua cơ hội. Mà nếu như tôi mà trả lời không được thì thường tòa họ trả lời. Dạ, bây giờ con xin phép ôn và quý vị con phải xuống để chuẩn bị có đường mà ôn. Dạ vâng, không phụ người đuổi giờ rồi. Tâm tình được hiểu không? Có thử một câu hỏi ạ. Theo lý luận của ngài lượng chủ thì có hiện lượng, tỷ lượng, giáo lượng và thánh giáo lượng. Thì dựa trên cái lý luận đó thì nó có ra cái bốn cái nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp, thì mình lý giải sao không về nhân quả? Được không? Cái này thì cũng phải gọi là cái này cũng phải là tỷ lượng chứ hết. Cái này là ngài đưa ra bốn cái nghiệp. Bốn cái nghiệp mà đã cố định, bốn cái nghiệp thằng cố định mà tất cả chúng sinh sinh ra phải có bốn cái đó. Cũng giống như mình nói là mình sinh ra
thì đương nhiên có năm uẩn thì không có cần phải lý luận chứ nữa. Yeah. Nhưng mà thân thể của mình thì có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, không có lý luận hay tị lượng chứ hết cái này. Cũng giống như nói là hiền hiền bảo, sinh bảo và hậu bảo đó. Thì cái ý như vậy, như cần thì nghiệp đó, như cô vừa đọc cái đó đó, thì những cái này không có tị lượng so sánh chứ, mà tùy theo từng cái nghiệp mà mình gây, tùy theo từng cái nghiệp của mình gây mà mình chịu nhận lấy kết quả. Tất cả những cái đó là chỉ những cái nhân mình gây thì mình sẽ có đó cái kết quả mà mình sẽ đi trong bốn cái đó. Giống như mình gây những cái nhân bất thiện về mình sát sinh, mình sát sinh nhiều, thì khi mình sinh ra đời thì mình bị cái bạo lắm bệnh và chết yểu. Đó là một trong cái nhân mình gây, cho nên có cái quả đó là không có chi để mà thì cái nó cũng là cái đó cũng là nhân, cái đó cũng là tốn nhân dù đó, cái đó cũng là tốn nhân dù đó, có tốn là cái nhân, cái dù là vị dù, cho nên đi đến kết quả là tốn nhân dù là như vậy đó. Bốn cái này thì có những người họ họ tu nhưng mà có những cái nghiệp, chẳng hạn như vậy nhất, chẳng hạn như cần tự nghiệp đi, cần tự nghiệp là cái nghiệp mà không riêng cho một ai hết, dù người có làm lành hay người làm thiện, tất cả đều có cần tự nghiệp hết. Cần tự nghiệp là cái nghiệp gần kề cái sát nát trước và cái sát nát sau, cho nên gọi là cần tự nghiệp. Thế cái cần tự nghiệp này là do cái phước đức và cái nghiệp chướng của mình gây. Mình gây nặng, mình gây cái nghiệp nặng ác tỳ địa ngục, thì cần tự nghiệp nó hiện về với mình bằng địa ngục. Còn cần tự nghiệp mà phước thiện, mà mình niệm Phật, mình trì trai, mình dự giới, mình ăn chay, mình bố thí cúng dường, thì cần tự nghiệp đó là hoa sen nó đến với mình, gọi là cần tự nghiệp. Tất cả đều đều thiện hay ác cũng đều có cái đó hết. Thì bốn cái này là bốn cái mà đưa ra để mà biết rằng cái luật như vậy đó, phải không? Đó là cái ý như vậy. Kính chưa ngon ạ. A Di Đà Phật. Rất là hay. Bài pháp nghiệp này rất là hay. Còn hồi nãy là dạ vâng. Còn hồi nãy mà ông đưa ra cái vấn đề lựa và rơm rạc đó. Thì cả này hàng không đúng. Hắn đụng trên cái tinh thần và tỷ lượng. Cái tỷ lượng nó không đúng. Vì ông họ nói đó, tôi thường thấy đó, họ nói tôi thường thấy rằng là người đời họ thường nói rằng là khi mà củi mà lửa nó đến nó mới củi nó mới tiêu diệt đó, nó còn nói như vậy đó. Nhưng mà đâu phải hiện lượng vậy đâu, đúng đâu. Nhưng mà hiện lượng như tôi mới nói đó, ở bên kia là mình thấy khói đó, nhưng mà mình cứ tưởng nó là lửa, đâu có đúng. Và bên kia khói có thể là vì khỏi cái gì đó, khỏi gió cái bệnh xe, hoặc là khỏi gió sương mù, hoặc là khỏi gió người ta chạy ta tung hỏa mù lên để khỏi, cho nó phải là lừa đó. Cái này tỷ lượng đúng, tỷ lượng không đúng chứ gọi là phi lượng. Tỷ lượng đúng thì gọi là chánh lượng, mà tỷ lượng mà sai thì gọi là phi lượng. Tỷ lượng sai gọi là phi lượng, mà phi lượng không đúng, không đúng, cho nên phải dùng tỷ lượng. Mà hiền lượng, hiền lượng là cái hiền lượng chắc là đúng, hiền lượng hoàn toàn không đúng. Cho nên trực giác mà nhân thể trực giác mà đưa cái ví dụ mà đưa đây ác có thể như vậy đó, cũng giống như xưa bài nãy làm là hiền lượng đó. Cha hồi xưa tổ tiên mình làm sao, bây giờ con làm có những cái làm xưa không đúng, bây giờ mình cần phải bỏ. Đốt vàng mà đốt vàng bạc có đúng không? Đốt vàng bạc ví dụ như vậy có đúng không? Là một cái những cái gì đó. Cái đó thì thôi, gặp quý vị sau hả, tuần sau ha. Dạ con kính tri ân ông rất nhiều ạ. Thời pháp phẩm nghiệp rất